đồ mà em mặc đi quay là của stylist mượn cho em không có tốn tiền, em tiết kiệm nó như vậy luôn. Đi làm hoài cho nên là ít bao giờ gặp nhau để mà có bữa cơm gia đình lắm. Em muốn lo cho tương lai hai đứa, mình phải có nhà, có xe, rồi sau này còn con cái nữa. Tôi chỉ thấy thương, tôi chỉ thấy chia sẻ cho người phụ nữ Việt Nam. Họ luôn luôn có ý nghĩ là hy sinh. Tự nhiên tôi thương cái người phụ nữ. Chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi quay từ sáng, quay xong rồi 12, 13 giờ đêm về. Thì Diệp Tiên nói chứ một tháng em mới nấu ăn cho anh một lần. Tôi nghĩ là Puka cũng rất muốn nấu, nhưng đã lấy nữ nghệ sĩ thì phải thông cảm cho chúng tôi là ẩm em thì không có thời gian xay gạo. Và nếu chúng tôi đã đi xay gạo rồi thì chúng tôi không thời gian nấu rồi. Cho nên đừng sắp xếp cho những người nữ nghệ sĩ như chúng tôi phải hoàn thiện 100% với người nghệ sĩ nữ. Thì cái câu đó tôi chia sẻ vô cùng. Chúng tôi không thể nào làm được điều đó cùng một lúc được. Đón xem Phiên Tòa Tình Yêu lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV2.